VinFast chiếm thị phần số 1 Việt Nam. Hà Nội ngày 12 tháng 11 năm 2024, VinFast công bố đã bàn giao hơn 11.000 xe ô tô điện các loại cho khách hàng trong tháng 10 năm 2024, nâng tổng số lũy kế lên hơn 51.000 chiếc, chính thức trở thành thương hiệu ô tô bán chạy số 1 thị trường Việt Nam trong 10 tháng đầu năm. Với kế hoạch sản xuất, kinh doanh không ngừng tăng trưởng, VinFast tự tin sẽ giữ vững vị thế dẫn đầu, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quá trình xanh hóa giao thông nước nhà. Nối tiếp đà thành công tháng 9, VinFast tiếp tục bàn giao số lượng lớn ô tô điện cho khách hàng trong tháng 10 với hơn 11.000 chiếc, đạt mức tăng trưởng 21% so với tháng trước. Trong đó, hai mẫu xe bán chạy nhất là VF3 với gần 5.000 xe và VF5 với hơn 2.600 xe. Các mẫu xe khác gồm VF6, VF7, VF8, VF9 và VFE34 cũng đạt kết quả kinh doanh ấn tượng, cho thấy người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng xe điện và ủng hộ xu hướng di chuyển xanh. Tổng cộng lũy kế từ đầu năm đến nay, VinFast đã bàn giao ra thị trường Việt Nam hơn 51.000 xe ô tô điện các loại. Với lượng đơn đặt hàng đang chờ bàn giao cao, cùng năng lực sản xuất quy mô lớn, mạng lưới kinh doanh và trạm sạc liên tục mở rộng trên toàn quốc, VinFast tin tưởng sẽ giữ vững vị thế hãng xe số 1 thị trường và ngày càng gia tăng khoảng cách với các thương hiệu khác. Sự kiện VinFast trở thành hãng xe bán chạy nhất Việt Nam là dấu mốc quan trọng mang ý nghĩa bước ngoặt với ngành công nghiệp ô tô nước nhà. Chỉ trong vòng 5 năm gia nhập thị trường, VinFast không chỉ khẳng định vị thế vững chắc mà còn chính thức vượt qua các hãng xe ngoại quốc để chiếm lĩnh thị phần lớn nhất. Đặc biệt, VinFast cũng là hãng xe điện đầu tiên vượt qua các hãng xe xăng đối thủ chỉ sau 2 năm chuyển đổi sang thuần điện để trở thành thương hiệu dẫn dắt thị trường. Sự tăng trưởng vượt trội của VinFast không chỉ khẳng định năng lực, bản lĩnh, đẳng cấp của người Việt trong lĩnh vực công nghiệp, công nghệ cao mà còn cho thấy sự đón nhận và ủng hộ của người tiêu dùng với dòng sản phẩm ô tô điện thông minh, thân thiện với môi trường. Việt Nam cũng chính thức trở thành một trong số ít quốc gia có thương hiệu xe điện vượt xe xăng dẫn đầu toàn thị trường. Về mốc son lịch sử của VinFast, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Tổng Giám đốc VinFast Toàn Cầu chia sẻ, để có được kỳ tích này, trước hết phải kể đến sự chung tay góp sức của hàng trăm nghìn khách hàng VinFast, những người đã dũng cảm, tiên phong ủng hộ một thương hiệu Việt non trẻ, đã kiên nhẫn, kiên trì sử dụng, góp ý cho sản phẩm và dịch vụ của VinFast trong những ngày đầu. Nhờ đó, VinFast đã có được những cải tiến, tiến bộ vượt bậc về chất lượng sản phẩm, dịch vụ và có được ngày hôm nay. Thay mặt toàn thể cán bộ nhân viên tập đoàn Vingroup và công ty VinFast, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả quý khách hàng của VinFast và xin cam kết chúng tôi sẽ không dừng lại ở các kết quả đã đạt được mà sẽ liên tục nghiên cứu, tìm kiếm các giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ để khách hàng có thể ngày càng hài lòng hơn. Tôi cũng xin cảm ơn toàn thể cán bộ nhân viên của VinFast, Vingroup vì đã cùng nhau vượt qua bao khó khăn, bao hoài nghi, thậm chí cả những gièm pha, chống phá của những người thiếu thiện chí. Chúng ta đã quyết liệt, sáng tạo, lan xả để thực hiện sứ mệnh của mình. Hiện tại, VinFast đang bán ra thị trường Việt Nam 7 dòng ô tô điện thuộc tất cả phân khúc từ mini SUV đến eSUV với giá bán đa dạng, phù hợp với mọi phân khúc khách hàng và hấp dẫn so với các xe xăng cùng phân khúc. VinFast cũng đang mạnh mẽ tiến ra quốc tế, tăng cường hiện diện ở nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới, góp phần thúc đẩy cuộc cách mạng di chuyển điện hóa toàn cầu. VinFast tặng quà Tết Ất Tỵ, tri ân toàn bộ khách hàng sở hữu ô tô trước ngày 31 tháng 12 năm 2024. Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2024, để tri ân sự đồng hành, ủng hộ của các khách hàng đã tin tưởng lựa chọn và góp phần đưa thương hiệu ô tô Việt Nam lên số 1 thị trường. VinFast quyết định dành tặng cho tất cả khách hàng đã và sẽ sở hữu ô tô VinFast trước ngày 31 tháng 12 năm 2024 bộ quà Tết đặc biệt do đích thân Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng lựa chọn và ký tặng. Chương trình áp dụng cho tất cả chủ sở hữu xe xăng và xe điện mua trực tiếp từ VinFast và các đại lý ủy quyền trước ngày 31 tháng 12 năm 2024. Bộ quà đặc biệt gồm có một chai rượu vang Pháp cao cấp được đặt hàng riêng, đựng trong hộp gỗ sang trọng, một phong bao lì xì năm mới với bộ sưu tập tiền mặt Việt Nam đủ các mệnh giá từ 1.000 đồng đến 500.000 đồng, tổng trị giá 888.000 đồng mang ý nghĩa phát tài phát lộc, một tấm thiệp chúc mừng năm mới của Chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Tổng Giám đốc VinFast Toàn cầu Phạm Nhật Vượng. Mỗi món quà trong bộ quà đều được Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng đích thân chọn lựa, không chỉ hàm chứa ý nghĩa tốt lành, mang lại sự may mắn đón mừng năm mới, mà còn thay lời cảm ơn chân thành từ VinFast tới tất cả khách hàng đã luôn đồng hành, tin yêu, ủng hộ trong hành trình từ số 0 lên số 1 của hãng. Với tinh thần tiên phong, bứt phá mọi giới hạn và sự tin tưởng, ủng hộ dành cho thương hiệu ô tô Việt Nam, khách hàng chính là những người quan trọng nhất, góp phần đưa VinFast trở thành hãng xe chiếm thị phần số 1 tại Việt Nam kể từ đầu năm. Hơn 51.000 xe đã bàn giao, cùng với lượng đơn đặt hàng cao và hoạt động sản xuất, kinh doanh không ngừng tăng trưởng. VinFast tự tin sẽ ngày càng củng cố vị thế hãng xe dẫn đầu thị trường ô tô trong nước thời gian tới. Bà Dương Thị Thu Trang, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Marketing VinFast Toàn cầu cho biết, niềm tin và sự ủng hộ to lớn của khách hàng chính là động lực quan trọng nhất để VinFast kiên định với con đường đã chọn. VinFast vô cùng biết ơn và trân trọng sự yêu thương, ủng hộ của đồng bào. Cùng nhau,
chúng ta đã vượt qua bao hoài nghi để tạo ra kỳ tích cho VinFast nói riêng và ngành công nghiệp ô tô Việt Nam nói chung. Thành quả ban đầu này sẽ là tiền đề quan trọng để VinFast hướng đến mục tiêu cao cả hơn, góp phần mang đến tương lai xanh, thông minh và bền vững cho tất cả mọi người. Dự kiến, bộ quà tặng tri ân đặc biệt sẽ được VinFast gửi tới các chủ sở hữu ô tô của hãng trong tháng 1 năm 2025, ngay trước thềm Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Thông qua bộ quà tặng ý nghĩa, VinFast tiếp tục khẳng định triết lý đặt khách hàng làm trọng tâm, luôn nhất quán và nỗ lực mang đến quyền lợi cũng như sự hài lòng tối đa cho khách hàng. Thêm một doanh nghiệp vận tải Hà Nội thuê mua gần 3.300 ô tô điện từ GSM. Ngày 11 tháng 11 năm 2024, công ty cổ phần An An Garden ký kết thỏa thuận hợp tác với công ty cổ phần di chuyển xanh và thông minh GSM, cam kết thuê và mua 3.279 ô tô điện VinFast, chính thức ra mắt An Taxi, thương hiệu taxi điện đầu tiên tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Theo thỏa thuận, An An Garden sẽ thuê và mua các dòng xe VinFast VF3 và VF5 từ GSM để phục vụ nhu cầu di chuyển xanh cho người dân, giải đất xứ Đoài và du khách tới nơi đây. Hợp tác này đánh dấu sự chuyển giao số lượng lớn nhất từ trước đến nay của GSM tại Hà Nội, khẳng định xu hướng phát triển giao thông xanh tại thủ đô. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên dòng mini SUV VF3 được GSM cung cấp cho một đối tác lớn. Hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực nhà hàng và khách sạn, An An Garden nhận thấy nhu cầu gia tăng về giao thông bền vững và chất lượng tại đô thị, từ đó quyết định mở rộng thêm mảng kinh doanh vận tải từ tháng 10 năm 2024 với thương hiệu An Taxi. Với phương châm đi an tâm về an toàn, An Taxi hướng tới việc mang đến trải nghiệm di chuyển xanh, góp phần nối liền các điểm đến du lịch bền vững tại Sơn Tây. Quyết định lựa chọn xe điện làm sản phẩm chủ lực là nỗ lực của An Taxi trong việc góp phần giảm thiểu khí thải và chung tay bảo vệ môi trường, hướng đến mục tiêu chống biến đổi khí hậu toàn cầu. Phát biểu tại lễ ký kết, bà Đinh Thị Mùi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị An An Garden cho biết, chuyển sang sử dụng xe điện không chỉ là đổi mới trong phương tiện mà còn là lời cam kết của An Taxi trong một hệ sinh thái du lịch xanh và bền vững. Đây cũng là cơ hội để An An Garden cung cấp giải pháp di chuyển thân thiện, tiện nghi và hiện đại cho hành khách, góp phần thúc đẩy kinh tế xanh, mang lại giá trị dài hạn cho cộng đồng, bà Mùi khẳng định. Ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng Giám đốc Toàn cầu GSM chia sẻ thêm, việc hợp tác với các thương hiệu như An Taxi không chỉ là vì lợi ích kinh doanh mà còn vì mục tiêu chung hướng tới môi trường và xã hội, đưa dịch vụ taxi điện đến gần hơn với người dân. Từ đây, mạng lưới giao thông xanh sẽ phát triển không ngừng tại Hà Nội và trên khắp Việt Nam. Sự dịch chuyển mạnh mẽ sang phương tiện xanh đang góp phần cải thiện chất lượng không khí, giảm tiếng ồn và tối ưu hóa trải nghiệm di chuyển cho người dân. Đây là bước đi quan trọng để các doanh nghiệp Việt hiện thực hóa tầm nhìn về giao thông bền vững, đưa xe điện trở thành lựa chọn thiết yếu trong đô thị hiện đại, góp phần xây dựng hệ sinh thái giao thông xanh, tiện lợi và an toàn. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên phân tích lý do VinFast chiếm thị phần số 1 Việt Nam. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, gọi VinFast là hiện tượng thần kỳ bởi chỉ sau hơn 2 năm kể từ khi chuyển sang xe ô tô thuần điện, vượt qua những hoài nghi ban đầu, hãng xe Việt đã là số 1 tại Việt Nam. Ông cũng chia sẻ mong muốn mỗi người Việt chung tay cùng VinFast không chỉ để làm nên một thương hiệu Việt đẳng cấp thế giới, thể hiện tình yêu tổ quốc mà còn vì tương lai bền vững của nhiều thế hệ mai sau. Tự hào với chiến tích phi thường. Với 51.000 xe điện đã bàn giao từ đầu năm, tới hết tháng 10 năm 2024, VinFast đã chính thức là số 1 về doanh số tại thị trường Việt Nam trong 10 tháng của năm. Ngoài ra, với lượng đơn đặt hàng cũng như kế hoạch sản xuất kinh doanh đang tăng trưởng mạnh trong những tháng còn lại, VinFast gần như chắc chắn giữ vị trí số 1 thị trường năm 2024. Ông có cảm xúc ra sao trước những thông tin đặc biệt này? Đây là thông tin được chờ đợi từ rất lâu. Đúng hơn, đây vừa là mong muốn, vừa là niềm tin của riêng tôi và của nhiều người Việt. Nên khi nghe thông tin này, cảm xúc thật sự khó tả. Đó là niềm tự hào khi một doanh nghiệp Việt đã làm được điều ý nghĩa, giành vị trí số 1 ngay tại thị trường mới nổi như Việt Nam, điều mà trong nhiều thập niên rơi vào tay các hãng xe nước ngoài. Để bước lên vị trí số 1, VinFast chỉ mất hơn 2 năm kể từ khi chuyển sang xe ô tô thuần điện vào tháng 7 năm 2022 và hơn 5 năm kể từ ngày giao chiếc xe VinFast đầu tiên. Những con số này có khiến ông bất ngờ không? Nói đây là chiến tích phi thường cũng không có gì quá lời, bởi chỉ sau hơn 2 năm để vươn lên vị trí số 1 là điều ít ai nghĩ tới trước đó. Theo dõi diễn biến kinh tế thế giới hiện đại, tôi nhận thấy một số doanh nghiệp tiến vượt trong một thời gian ngắn thường liên quan tới các lĩnh vực kinh doanh hoàn toàn mới, đa phần gắn với kỹ thuật số, mạng toàn cầu, trí tuệ nhân tạo. Trong khi đó, VinFast lại gắn với một mảng rất truyền thống là ô tô, không những thế còn ở loại hình mới nhất là ô tô điện. Đây vốn là và đang là chiến trường khốc liệt, khó khăn bậc nhất trong cuộc cạnh tranh toàn cầu.
Thế mà VinFast đã vượt lên, đạt vị trí số 1 trong thời gian kỷ lục thì phải nói là tuyệt vời. Cũng phải nhấn mạnh thêm rằng, xe điện là lĩnh vực phát triển xanh, là hướng phát triển tiên phong, dẫn dắt thời đại, là thách thức sinh tử của nhân loại, có giá trị mang lại sự bền vững môi trường cho cuộc sống của các thế hệ mai sau. Chính điều đó thể hiện rõ ý nghĩa của vị trí số 1 mà VinFast đạt được. Ngược về quá khứ, khi VinFast bắt tay làm ô tô và sau đó chuyển sang ô tô thuần điện, không ít ý kiến đã bày tỏ sự hoài nghi, thậm chí là chỉ trích, khó khăn với VinFast có vẻ như không chỉ tới từ những đối thủ ngoại, thưa ông. Tôi thì nghĩ những nghi ngờ chê bai ấy vừa là áp lực, nhưng cũng là động lực để những doanh nghiệp có bản lĩnh như VinFast tiến lên. Nghi ngờ, không tin, phản đối, thậm chí chê bai, dè bỉu những ai có ý tưởng và hành động khác thường là điều bình thường. Nhưng giữa lúc chao đảo khó khăn, ta mới dễ nhận thấy được ý chí, khí phách, sự can đảm và tầm nhìn phi thường của ông Phạm Nhật Vượng và của VinFast. Tôi cho rằng ta cần nhận diện đúng. VinFast không chỉ là một tên tuổi cụ thể, mà là biểu tượng cho sự phát triển của Việt Nam ở kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đi xe điện Việt là yêu nước vì tương lai xanh. Là người theo dõi theo VinFast từ những ngày đầu, theo ông, chìa khóa làm nên thành công của VinFast là gì? Sự thành công trước hết là ở phẩm chất và năng lực. Chính năng lực cộng hưởng với phẩm chất đã biến số 0, 0 thành anh hùng 0. Anh hùng là những con người không hèn nhát, có thể chiến thắng được người khác và can đảm vượt qua giới hạn bản thân để chiến thắng chính mình. Điều ấy khó vô cùng, nhưng với VinFast, ông Phạm Nhật Vượng và VinGroup đã làm được điều khác thường. Ở một mức độ nào đó, có thể gọi là phi thường, khi dám dốc hết tâm huyết, nguồn lực, năng lực để làm nên những sản phẩm đẳng cấp, tạo động lực để mọi người cùng chung tay chuyển đổi xanh. Tất nhiên, nói đến vị trí số 1 của VinFast, không thể không nhắc tới sự ủng hộ có ý nghĩa, dù còn có thể mạnh hơn của cộng đồng xã hội. VinFast tạo niềm tin vào sự ủng hộ của người dùng với một sản phẩm mới, hay. Ngược lại, người dùng Việt đang tiếp thêm sức mạnh cho thương hiệu Việt. Chiến tích phi thường như ông nói về VinFast có nghĩa ra sao với ngành công nghiệp ô tô Việt, lĩnh vực mà chúng ta vẫn gọi là giấc mơ dang dở trong nhiều thập niên, rộng hơn là cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế trong thời gian tới, thưa ông? Việt Nam lâu nay vẫn có mơ ước làm ô tô, nhưng công nghiệp ô tô luôn là lĩnh vực cạnh tranh khốc liệt mà không phải quốc gia nào cũng vượt qua. VinFast, như tôi vẫn nói, đã giải lời nguyền đi sau, khó, không thể thành công của ngành công nghiệp ô tô. Giờ đây Việt Nam đã có thương hiệu ô tô đẳng cấp của mình. Theo tôi, giá trị của những doanh nghiệp như VinFast chính là tạo ra những thương hiệu mang giá trị nền tảng cho đất nước, nhất là trong khoảng thời gian có thể coi là siêu kỷ lục. Cũng từ VinFast, chúng ta thấy được cách tiếp cận phát triển công nghiệp hỗ trợ trong thời đại toàn cầu hóa, không còn theo logic cũ. Đó là cách phát triển từ trên xuống, với trụ cột là những doanh nghiệp tiên phong, có khả năng hội tụ toàn cầu để vươn nhanh lên đỉnh cao của thế giới. Theo ông, trên chặng đường sắp tới, VinFast cần được trợ lực ra sao để không chỉ là số 1 tại Việt Nam mà còn là thương hiệu Việt đẳng cấp thế giới và đóng góp mạnh mẽ hơn nữa cho công cuộc chuyển đổi xanh? Thực tế thì Việt Nam là một trong những thị trường ô tô có tính cạnh tranh rất cao. Các hãng ô tô hàng đầu thế giới đã hiện diện ở đây hàng chục năm, tạo áp lực và gây khó khăn rất lớn cho các doanh nghiệp sản xuất ô tô Việt Nam. Một khi VinFast đã vượt qua được khó khăn đó, niềm tin vào khả năng chinh phục những thứ hạng mới càng có cơ sở vững chắc. Tuy nhiên, cạnh tranh luôn là một cuộc đua đường dài. Trong cuộc đua đó, ngoài năng lực, phẩm chất tự thân, VinFast luôn cần thêm sự ủng hộ, sự sẻ chia của cả xã hội, không chỉ để làm nên một thương hiệu Việt vươn tầm thế giới, mà còn là vì tương lai xanh của nhiều thế hệ, vấn đề sinh tử của tất cả chúng ta. Nhiều người nói đi xe điện Việt là yêu nước vì tương lai xanh, tôi hoàn toàn đồng tình. Yêu nước ở đây không cần hiểu theo nghĩa thiết thực là giúp mỗi người có môi trường và cuộc sống trong lành. VinFast đã và đang bỏ ra nhiều nguồn lực để mang lại lợi ích cho người tiêu dùng Việt Nam, để chứng minh tính thiếu căn cứ của những hoài nghi đối với động cơ hành động của VinFast. Tình cảm của VinFast là thực và đáng trân trọng, đáng được đề cao. Mỗi người chúng ta không chỉ được hưởng lợi từ những đóng góp đó, cùng với niềm tự hào, chúng ta cần có những hành động thiết thực, chung tay góp sức với VinFast, tạo ra những sản phẩm đẳng cấp của riêng người Việt. Clip quảng cáo chỉ 1 triệu đồng, liên hệ ngay hotline hoặc Zalo.
cuộc đua không cần sức và nước cờ chiến lược ẩn sau sự thành công của VinFast. Ở Việt Nam, VinFast đang là hãng xe điện đầu tiên và duy nhất thực hiện phủ rộng hệ thống trạm sạc trên toàn quốc. Miếng bánh ngọt chờ khai phá. Chính phủ hiện đang khuyến khích và triển khai mạnh mẽ kế hoạch chuyển đổi từ phương tiện giao thông sử dụng năng lượng hóa thạch sang phương tiện sử dụng điện. Do đó, nhu cầu sử dụng ô tô điện của người dân dự báo sẽ gia tăng trong những năm tới, với mục tiêu hướng tới việc sử dụng 100% xe chạy điện để đảm bảo giao thông thông suốt và đáp ứng nhu cầu sạc điện. Cho các phương tiện này, việc phát triển cơ sở hạ tầng trạm sạc xe điện là ưu tiên hàng đầu, phải thực hiện song song với sự gia tăng số lượng xe điện. Bên cạnh đó, sự phát triển hạ tầng trạm sạc xe điện cũng sẽ tạo ra cơ hội cho các hãng xe điện quốc tế mạnh dạn đầu tư vào thị trường Việt Nam, qua đó thúc đẩy sự đa dạng về sản phẩm và tăng trưởng nhu cầu sử dụng xe điện, đồng thời góp phần vào mục tiêu phát triển giao thông xanh mà chính phủ đặt ra. Hiện nay tại Việt Nam, VinFast là hãng xe điện đầu tiên và duy nhất thực hiện phủ rộng hệ thống trạm sạc trên toàn quốc. Điều này tạo ra một lợi thế cạnh tranh lớn cho xe điện nhà Vin. VinGreen, át chủ bài của VinFast. Công ty cổ phần phát triển trạm sạc toàn cầu VinGreen, công ty riêng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, chủ tịch hội đồng quản trị VinGroup, hiện là công ty đang sở hữu mạng lưới trạm sạc dành cho ô tô và xe máy điện lớn nhất tại Việt Nam, với quy hoạch 150.000 cổng sạc tại tất cả 63 tỉnh thành trên cả nước. VinGreen đang tích cực đẩy mạnh việc phủ sóng trạm sạc xe điện VinFast trên quy mô toàn quốc, với cam kết đầu tư 10.000 tỷ đồng trong vòng 2 năm tới để xây mới, nâng cấp và hoàn thiện hệ thống. Với mục tiêu đó, vào đầu tháng 9, VinGreen công bố thông tin triển khai mô hình trạm sạc nhượng quyền tại Việt Nam. Chỉ sau hơn một tháng công bố triển khai, VinGreen đã nhận được gần 1.000 đơn đăng ký mở trạm sạc nhượng quyền từ các đối tác trên toàn quốc. Trong số đó có cả những doanh nghiệp kinh doanh trạm sạc độc lập cũng đã ký hợp đồng chuyển đổi sang mô hình trạm sạc nhượng quyền VinGreen để tối ưu hiệu quả kinh doanh, đồng thời đóng góp nhiều hơn cho công cuộc chuyển đổi xanh của đất nước. Trong số đơn đăng ký, Eversolar là một trong những đối tác đặc biệt khi chuyển đổi từ mô hình trạm sạc độc lập, hỗ trợ cho tất cả các thương hiệu xe điện thành trạm sạc nhượng quyền VinGreen để phục vụ riêng cho các chủ sở hữu xe điện VinFast. Cũng liên quan đến kế hoạch triển khai mô hình trạm sạc nhượng quyền, VinGreen vừa ký hợp đồng với Vasia để đầu tư trạm sạc tại tỉnh Bắc Ninh. Dự kiến đến ngày 30 tháng 6 năm 2025, tỉnh Bắc Ninh sẽ sở hữu tối thiểu 30 điểm sạc nhượng quyền được Vasia đầu tư đưa vào hoạt động. VinGreen cũng bắt tay với Sài Gòn Coop để lắp đặt trụ sạc cho ô tô điện và xe máy điện tại các địa điểm kinh doanh siêu thị, đại siêu thị, cửa hàng thực phẩm, chuỗi cửa hàng tạp hóa, cửa hàng tiện lợi, chợ hiện đại và các khu phức hợp, trung tâm thương mại lớn trên toàn quốc. Gã khổng lồ ngành điện chính thức tham chiến. Bên cạnh doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, nhiều công ty cũng bắt đầu gia nhập thị trường trạm sạc xe điện với các mô hình phát triển khác nhau. Nhóm trạm sạc chính hãng chủ yếu có mặt tại các đại lý và hỗ trợ sạc tại nhà cho khách hàng sở hữu xe. Nhóm các trạm sạc công cộng như EV One, EV Jet, EV Power. Ngoài ra còn có các đơn vị cung cấp sạc tại nhà như EVEV, Green Jet, Star Jet, Autels. Theo lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Công ty Cổ phần Thị trường Trạm sạc xe điện tại Việt Nam hiện chưa có nhiều đơn vị phát triển hùng hậu. Bên cạnh những khó khăn, thách thức thì tiềm năng của lĩnh vực này là rất lớn. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp tham gia đầu tư. Gia nhập cuộc đua với VinFast, PV Power chính thức khởi động chiến lược phát triển 1.000 trạm sạc xe điện trên toàn quốc. Theo đó, vào ngày 30 tháng 10, PV Power đã khánh thành trạm sạc xe điện thí điểm đầu tiên tại số 6 phố Huỳnh Thúc Kháng, Ba Đình, Hà Nội. Sau thời gian nghiên cứu, lắp đặt và thử nghiệm theo các quy chuẩn kỹ thuật và an toàn, trạm sạc này sẽ chính thức đi vào hoạt động thương mại từ ngày 1 tháng 11 năm 2024. Sau khi trạm sạc số 6 Huỳnh Thúc Kháng đi vào hoạt động, PV Power sẽ tiếp tục triển khai thí điểm thêm 2 trạm sạc nữa tại 222 đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội, Bixi Thăng Long. Dự án phát triển hệ thống trạm sạc xe điện của PV Power không chỉ dừng ở việc xây dựng các trạm sạc mà còn hướng tới việc phát triển một mạng lưới trạm sạc đồng bộ trên toàn quốc. PV Power sẽ tiếp tục nghiên cứu và áp dụng các công nghệ tiên tiến để nâng cao hiệu quả và khả năng phục vụ của các trạm sạc. Việc xây dựng các trạm sạc thí điểm là bước đầu tiên của PV Power để hướng tới các mục tiêu xa hơn là mở rộng số lượng, vị trí, công suất ra toàn quốc và trở thành một trong những đơn vị cung cấp trạm sạc xe điện uy tín trong cả nước. Theo kế hoạch của PV Power, sau 2 năm thí điểm, PV Power sẽ đánh giá lại hiệu quả của dự án, sau đó sẽ phát triển đồng bộ trên toàn quốc.
dự kiến đến năm 2035 sẽ phát triển thêm 1.000 trạm sạc. Có thể thấy rằng, thị trường trạm sạc xe điện đầy tiềm năng và đang chờ được khai thác trong thời gian tới. Đây là cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam khai thác thị trường này bởi mảnh đất còn chưa có nhiều đơn vị nước ngoài nhảy vào. Tuy nhiên, cuộc đua này cũng sẽ rất khốc liệt, đòi hỏi các doanh nghiệp phải có chiến lược đầu tư cẩn trọng và tính toán kỹ lưỡng khi gia nhập vào một lĩnh vực và thị trường còn mới mẻ. Từ người quan sát, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Ông Phạm Nhật Vượng cảm ơn nhân viên của VinFast, Vingroup vì đã cùng nhau vượt qua khó khăn, hoài nghi, gièm pha, chống phá của những người thiếu thiện chí. Với kế hoạch sản xuất kinh doanh không ngừng tăng trưởng, VinFast tự tin sẽ giữ vững vị thế dẫn đầu, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quá trình xanh hóa giao thông nước nhà. Ngày 12 tháng 11, VinFast vừa công bố đã bàn giao hơn 11.000 xe ô tô điện các loại cho khách hàng trong tháng 10 năm 2024, nâng tổng số lũy kế lên hơn 51.000 chiếc. Chính thức trở thành thương hiệu ô tô bán chạy số 1 thị trường Việt Nam trong 10 tháng đầu năm. Với kế hoạch sản xuất, kinh doanh không ngừng tăng trưởng, VinFast tự tin sẽ giữ vững vị thế dẫn đầu, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quá trình xanh hóa giao thông nước nhà. Nối tiếp đà thành công tháng 9, VinFast tiếp tục bàn giao số lượng lớn ô tô điện cho khách hàng trong tháng 10 với hơn 11.000 chiếc, đạt mức tăng trưởng 21% so với tháng trước. Trong đó, hai mẫu xe bán chạy nhất là VF3 với gần 5.000 xe và VF5 với hơn 2.600 xe. Các mẫu xe khác gồm VF6, VF7, VF8, VF9 và VFE34 cũng đạt kết quả kinh doanh ấn tượng, cho thấy người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng xe điện và ủng hộ xu hướng di chuyển xanh. Tổng cộng lũy kế từ đầu năm đến nay, VinFast đã bàn giao ra thị trường Việt Nam hơn 51.000 xe ô tô điện các loại. Với lượng đơn đặt hàng đang chờ bàn giao cao, cùng năng lực sản xuất quy mô lớn, mạng lưới kinh doanh và trạm sạc liên tục mở rộng trên toàn quốc, VinFast tin tưởng sẽ giữ vững vị thế hãng xe số 1 thị trường và ngày càng gia tăng khoảng cách với các thương hiệu khác. Sự kiện VinFast trở thành hãng xe bán chạy nhất Việt Nam là dấu mốc quan trọng, mang ý nghĩa bước ngoặt với ngành công nghiệp ô tô nước nhà. Chỉ trong vòng 5 năm gia nhập thị trường, VinFast không chỉ khẳng định vị thế vững chắc mà còn chính thức vượt qua các hãng xe ngoại quốc để chiếm lĩnh thị phần lớn nhất. Đặc biệt, VinFast cũng là hãng xe điện đầu tiên vượt qua các hãng xe xăng đối thủ chỉ sau 2 năm chuyển đổi sang thuần điện để trở thành thương hiệu dẫn dắt thị trường. Sự tăng trưởng vượt trội của VinFast không chỉ khẳng định năng lực, bản lĩnh, đẳng cấp của người Việt trong lĩnh vực công nghiệp, công nghệ cao mà còn cho thấy sự đón nhận và ủng hộ của người tiêu dùng với dòng sản phẩm ô tô điện thông minh, thân thiện với môi trường. Việt Nam cũng chính thức trở thành một trong số ít quốc gia có thương hiệu xe điện vượt xe xăng dẫn đầu toàn thị trường. Về mốc son lịch sử của VinFast, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Tổng Giám đốc VinFast Toàn Cầu chia sẻ, để có được kỳ tích này, trước hết phải kể đến sự chung tay góp sức của hàng trăm nghìn khách hàng VinFast, những người đã dũng cảm, tiên phong, ủng hộ một thương hiệu Việt non trẻ, đã kiên nhẫn, kiên trì, sử dụng, góp ý cho sản phẩm và dịch vụ của VinFast trong những ngày đầu. Nhờ đó, VinFast đã có được những cải tiến bộ vượt bậc về chất lượng sản phẩm, dịch vụ và có được ngày hôm nay. Thay mặt toàn thể cán bộ nhân viên tập đoàn Vingroup và công ty VinFast, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả quý khách hàng của VinFast và xin cam kết chúng tôi sẽ không dừng lại ở các kết quả đã đạt được mà sẽ liên tục nghiên cứu, tìm kiếm các giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ để khách hàng có thể ngày càng hài lòng hơn. Tôi cũng xin cảm ơn toàn thể cán bộ nhân viên của VinFast, Vingroup vì đã cùng nhau vượt qua bao khó khăn, bao hoài nghi, thậm chí cả những gièm pha, chống phá của những người thiếu thiện chí khi chúng ta đã quyết định sáng tạo lan xả để thực hiện sứ mệnh của mình. Hiện tại VinFast đang bán ra thị trường Việt Nam 7 dòng ô tô điện thuộc tất cả phân khúc từ mini SUV đến e-SUV với giá bán đa dạng phù hợp với mọi phân khúc khách hàng và hấp dẫn hơn so với các xe xăng cùng phân khúc. VinFast cũng đang mạnh mẽ tiến ra quốc tế, tăng cường hiện diện ở nhiều quốc gia khu vực trên thế giới, góp phần thúc đẩy cuộc cách mạng di chuyển điện hóa toàn cầu. Từ Cà Phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. 3 yếu tố giúp VinFast vươn lên chiếm thị phần số 1 tại Việt Nam. VinFast xuất sắc trở thành số 1 thị trường nhờ chiến lược nhất quán về sản phẩm tốt nhất, mức giá tốt nhất cùng chính sách hậu mãi xuất sắc. Trụ cột 3 tốt đưa VinFast độc chiếm ngôi vương. Kỳ tích này trước đó ít người nghĩ đến. Phó giáo sư tiến sĩ Lý Hùng Anh, Trường Đại học Bách khoa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên Hội đồng Kỹ thuật ASEAN NCAP nói về thời khắc lịch sử của ngành công nghiệp ô tô nội địa khi thương hiệu ô tô Việt VinFast
vượt qua tất cả các hãng xe nước ngoài, trở thành thương hiệu chiếm thị phần số 1 tại thị trường Việt. Đáng nói hơn là mốc son trên đến chỉ sau 5 năm VinFast bàn giao chiếc xe đầu tiên và hơn 2 năm tính từ lúc chuyển đổi sang thuần điện. Với doanh số lũy kế hơn 51.000 xe ô tô điện được bàn giao trong 10 tháng của năm 2024, VinFast đưa Việt Nam trở thành thị trường hiếm hoi trên thế giới có thương hiệu xe điện đứng vị trí cao hơn xe động cơ đốt trong. Đây được xem là kỳ tích bởi thị trường xe xăng dầu đã định hình từ rất lâu, trong khi đó kỷ nguyên của xe điện chỉ mới bắt đầu. Phó giáo sư tiến sĩ Lý Hùng Anh lý giải, thành tựu của VinFast không thể không nhắc tới sự ủng hộ của cộng đồng xã hội. Tuy nhiên, để tạo niềm tin và sự ủng hộ của người dùng với một sản phẩm xanh, điều quan trọng nhất VinFast đã đưa đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng vượt trội với giá thành, đồng thời cạnh tranh bằng tiêu chuẩn dịch vụ hậu mãi cao hơn so với thị trường. VinFast chọn làm xe điện ngay từ đầu để đón trước xu thế, nhưng vẫn nghiên cứu bài bản, nắm giữ công nghệ từ gốc. Chất lượng sản phẩm, đặc biệt là mức độ an toàn vượt xa các đối thủ cùng phân khúc là cơ sở vững chắc cho doanh nghiệp phát triển bền vững, và VinFast luôn coi đó là giá trị cốt lõi. Vị chuyên gia trong Hội đồng Kỹ thuật ASEAN NCAP nhận định. Đồng quan điểm, chuyên gia ô tô Nguyễn Thành Long cho rằng VinFast đang mang tới cho khách hàng menu đa dạng với nhiều lựa chọn. Chỉ sau hơn 2 năm, thương hiệu xe Việt đã trở thành hãng xe điện duy nhất trên thị trường, thậm chí trong cả khu vực, có giải sản phẩm trải dài với 7 dòng ô tô điện từ mini SUV đến eSUV. Trong từng phân khúc, mức giá của xe điện VinFast so với các đối thủ đều tốt hơn, trong khi tính năng công nghệ, trang bị và vận hành lại được đánh giá cao hơn. Đặc biệt nếu so với giá lăn bánh và chi phí sử dụng, xe điện VinFast tối ưu hơn hẳn các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong cùng tầm tiền. Doanh số bán xe cho thấy thành công của chiến lược xuyên suốt của VinFast, đó là những mẫu xe điện chất lượng vượt trội nhưng có mức giá rất dễ tiếp cận với số đông. Ông Nguyễn Thành Long nói, ngoài ra vị chuyên gia đánh giá cao việc VinFast tạo dựng chuẩn mực mới về hậu mãi trên thị trường ô tô Việt, với thời gian bảo hành dài nhất, nhiều xưởng dịch vụ nhất, mạng lưới trạm sạc bao phủ khắp Việt Nam cùng những chính sách vì người dùng như cam kết cung cấp phụ tùng trong tối đa 24 giờ. Biểu tượng phát triển trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Với 51.000 xe bàn giao trong 10 tháng đầu năm 2024, trung bình mỗi ngày có 167 xe VinFast mới lăn bánh trên đường, cùng lượng lớn đơn đặt hàng và kế hoạch sản xuất kinh doanh đang tăng trưởng mạnh của VinFast. Giới quan sát nhìn nhận, việc VinFast tiếp tục độc chiếm vị trí số 1 thị trường ô tô Việt Nam năm 2024 hoàn toàn trong tầm tay. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam gọi sự vươn mình của VinFast là chiến tích phi thường. Theo chuyên gia, vị trí số 1 mà VinFast đạt được càng ý nghĩa hơn khi xe điện là lĩnh vực phát triển xanh. Là hướng phát triển tiên phong dẫn dắt thời đại, có giá trị mang lại sự bền vững môi trường cho cuộc sống của các thế hệ mai sau. VinFast không chỉ là một tên tuổi cụ thể mà là biểu tượng cho sự phát triển của Việt Nam ở kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên nhận định. Đồng quan điểm, Phó giáo sư tiến sĩ Lý Hùng Anh cho rằng Việt Nam lâu nay luôn đau đáu với ước mơ làm chủ ngành công nghiệp ô tô, lĩnh vực cạnh tranh khốc liệt mà không phải quốc gia nào cũng có thể vượt qua. Thành tựu của VinFast không chỉ giúp Việt Nam có một biểu tượng công nghiệp ô tô quốc gia mà nhiều nước mong muốn, mà còn tạo cơ hội để ngành công nghiệp phụ trợ phát triển, tạo ra công ăn việc làm, thu nhập cho hàng vạn người, vị chuyên gia nói. Ở góc độ khác, giới chuyên gia cũng cho rằng những con số kỳ tích của VinFast cho thấy niềm tin ngày càng lớn của người dùng với xe điện Made in Việt Nam. Rõ ràng, hãng xe điện Việt Nam đang tạo động lực để người dân chung tay chuyển đổi xanh, hiện thực hóa cam kết Net Zero của Việt Nam với cộng đồng quốc tế. Kỳ tích chỉ là bước khởi đầu, VinFast sẽ phải tiếp tục một cuộc đua đường dài. Trong cuộc đua đó, ngoài năng lực, phẩm chất tự thân, VinFast luôn cần thêm sự ủng hộ, sự sẻ chia của cả xã hội, không chỉ để làm nên một thương hiệu Việt vươn tầm thế giới, mà còn là vì tương lai xanh của nhiều thế hệ, vấn đề sinh tử của tất cả chúng ta. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên kết luận. Từ Cà Phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website với mức giá chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964002593 hoặc truy cập website quảngcaoitb.com để biết thêm chi tiết. Thị trường ô tô tăng tốc nhờ chính sách giảm 50% phí trước bạ, người Việt tiếp tục chuộng xe nội hơn xe ngoại.
hưởng ưu đãi trước bạ, người dân tìm mua xe lắp ráp nhiều hơn xe nhập khẩu trong tháng 10. Theo báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA, Hyundai Thành Công, HTV và VinFast tháng 10 năm 2024 cho thấy doanh số thị trường Việt có tháng thứ 2 liên tiếp tăng trưởng. Đáng chú ý, nhu cầu ngày càng tăng cao cùng chính sách ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ giúp lượng tiêu thụ ô tô nội tăng trưởng mạnh và có vị thế áp đảo trước các dòng xe nhập khẩu trong tháng 10. Người Việt chuộng xe lắp ráp. Tháng 10 năm 2024, tổng doanh số thị trường ô tô đạt hơn 55.700 xe, tăng gần 10% so với tháng 9 trước đó. Các thành viên VAMA bán ra 38.761 xe, cao hơn tháng trước 6%. Đây là tháng thứ 2 liên tiếp thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng và duy trì được doanh số ở mức trên 35.000 xe bán ra. Doanh số xe lắp ráp trong nước đạt 21.113 xe, tăng 8% so với tháng 9. Ngược lại, lượng xe nhập khẩu chỉ đạt 17.648 chiếc, tăng 3%. Tháng 10 là tháng thứ 2, xe lắp ráp có vị thế áp đảo. Sau 10 tháng đầu năm, doanh số bán ô tô nhập khẩu đạt 129.590 xe, tăng 34,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù vậy, vẫn thấp hơn doanh số bán xe lắp ráp trong nước đạt 134.754 xe. Ngoài các thành viên của VAMA, Hyundai Việt Nam chứng kiến doanh số nhiều mẫu xe lắp ráp tăng trưởng mạnh như Hyundai Accent 10,5%, Sirena 14,9%, Santa Fe 32,8%. Trong danh sách top 10 xe bán chạy nhất thị trường tháng 10, có tới 6 mẫu xe lắp ráp trong nước, có thể kể đến như Hyundai Accent, Honda City, Toyota Vios, Ford Ranger và Mazda CX-5. Theo báo cáo từ Tổng cục Thống kê, sản lượng xe sản xuất lắp ráp trong nước tháng 10 cũng lập kỷ lục mới, đạt khoảng 38.200 chiếc, tăng 5,8% so với tháng 9, 36.100 xe và tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước. Con số này ghi dấu tháng có sản lượng cao nhất từ đầu năm 2024, lũy kế 10 tháng có khoảng 281.400 xe nội địa đã hoàn thành xuất xưởng tại Việt Nam, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2023. Những kết quả trên có được nhờ chính sách giảm lệ phí trước bạ 50% cùng với nỗ lực khuyến mãi, giảm giá của nhiều doanh nghiệp để kích cầu doanh số. Bên cạnh đó, mức tăng trưởng liên tiếp trong những tháng trở lại đây cho thấy tín hiệu khả quan của toàn ngành. Việc các hãng xe gia tăng sản xuất trong thời gian qua cũng là bước đi phù hợp, giúp duy trì nguồn cung ổn định cho giai đoạn cao điểm mỗi cuối năm. Xe nội địa đứng đầu thị trường. Nối tiếp đà thành công tháng 9, thương hiệu Việt Nam VinFast tiếp tục bàn giao số lượng lớn ô tô điện cho khách hàng trong tháng 10 với hơn 11.000 chiếc, đạt mức tăng trưởng 21% so với tháng trước. Trong đó, hai mẫu xe bán chạy nhất là VF3 với gần 5.000 xe và VF5 với 2.600 xe. Các mẫu xe khác gồm VF6, VF7, VF8, VF9 và VFE34 cũng đạt kết quả kinh doanh ấn tượng, cho thấy người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng xe điện và ủng hộ xu hướng di chuyển xanh. Tổng cộng lũy kế từ đầu năm đến nay, VinFast đã bàn giao ra thị trường Việt Nam hơn 51.000 xe ô tô điện các loại, tạm thời vượt qua Toyota 49.239 xe và Hyundai 40.161 xe để trở thành thương hiệu sở hữu doanh số ô tô du lịch bán chạy nhất Việt Nam. Chỉ trong vòng 5 năm gia nhập thị trường, VinFast đã vượt qua các hãng xe ngoại quốc để chiếm lĩnh thị phần nội địa lớn nhất. Đặc biệt, VinFast cũng là hãng xe điện đầu tiên vượt qua các hãng xe xăng đối thủ chỉ sau 2 năm chuyển đổi sang thuần điện. Nhờ VinFast, Việt Nam cùng với Malaysia là hai quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á có một hãng xe nội địa vượt lên hết tất cả các hãng xe khác để trở thành số một thị trường. Điều này cho thấy xe nội đang lấy được lòng tin của người tiêu dùng. Bức tranh cuối năm. Nhiều đại lý dự báo thị trường ô tô tháng 11 sẽ tiếp tục tăng trưởng bởi đây là tháng cuối cùng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ còn áp dụng. Người tiêu dùng cũng như các thương hiệu xe đang được tận dụng tối đa các chính sách hỗ trợ để kích cầu doanh số, bán hàng trong những tháng cuối năm. Chưa kể các tháng cuối năm và sát Tết Nguyên đán, nhu cầu thường tăng cao nên người tiêu dùng sẽ tranh thủ đi mua xe nhiều hơn. Ngoài ra, lãi suất vay tiêu dùng đang tương đối ổn định, cộng thêm việc thị trường bất động sản sôi động ít nhiều góp phần thúc đẩy cho thị trường bốn bánh.
thị trường xe Việt trong năm 2024 còn 2 tháng nữa là kết thúc. Kết quả đường đua doanh số vẫn còn là ẩn số khi tháng 12 không còn chính sách ưu đãi như VinFast, Toyota, Hyundai rất có thể sẽ là những cái tên đầu tiên góp mặt trong danh sách 5 hãng xe sở hữu doanh số cao nhất Việt Nam. Hãng taxi của ông Phạm Nhật Vượng vừa có thương vụ chuyển giao xe VinFast lớn nhất tại Hà Nội. Đối tác muốn nâng đội xe lên 10.000 chiếc. An Taxi đã triển khai ban đầu 50 xe điện VinFast. Đến tháng 12, công ty sẽ tăng số lượng xe điện lên 200 chiếc. Doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng lên 3.900 xe điện vào quý 2 năm 2025. Ngày 11 tháng 11, An Garden chính thức hợp tác với Xanh SM để thuê và mua 3.279 ô tô điện VinFast VF3 và VF5. Đây là đánh dấu sự ra mắt của hãng taxi điện mới An Taxi tại Sơn Tây. Hãng sẽ phục vụ cả người dân địa phương và du khách, hướng tới mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái du lịch xanh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững tại khu vực. Đây là lần chuyển giao xe lớn nhất từ trước đến nay của Xanh SM tại Hà Nội và cũng là lần đầu tiên dòng xe mini SUV VF3 được cung cấp cho một đối tác. Hãng đã triển khai ban đầu 50 xe điện. Đến tháng 12, công ty sẽ tăng số lượng xe điện lên 200 chiếc. Doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng lên 3.900 xe điện vào quý 2 năm 2025. Nếu kết quả kinh doanh hiệu quả, An Taxi có thể tăng số lượng lên đến 10.000 xe hoặc nhiều hơn. An Taxi do công ty An Taxi, một công ty con thuộc công ty cổ phần Thịnh Cường Sơn Tây Hà Nội, vận hành, chính thức khai trương hoạt động tại Hà Nội từ ngày 14 tháng 10. Hãng đã triển khai ban đầu 50 xe điện phục vụ hành trình trên các tuyến thuộc 7 huyện Sơn Tây, Ba Vì, Thạch Thất, Phúc Thọ, Quốc Oai, Đan Phượng và Hoài Đức. An Taxi cam kết sử dụng 100% xe điện sản xuất tại Việt Nam, đảm bảo không phát thải CO2 trong quá trình hoạt động, góp phần bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng không khí. Ngoài ra, để phục vụ nhu cầu đi lại và du lịch, hãng taxi này còn mở rộng tuyến đến các địa bàn như quận Hà Đông, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Quảng Ninh. Từ Cà Phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng chơi lớn Tết Ất Tỵ, lì xì tất cả chủ xe VinFast mỗi người 888.000 đồng. Theo thông tin từ VinFast, để tri ân khách hàng, VinFast quyết định dành tặng cho tất cả khách hàng đã và sẽ sở hữu ô tô VinFast trước ngày 31 tháng 12 năm 2024, bộ quà Tết do đích thân Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng lựa chọn và ký tặng. Chương trình áp dụng cho tất cả chủ sở hữu xe xăng và xe điện mua trực tiếp từ VinFast và các đại lý ủy quyền trước ngày 31 tháng 12 năm 2024. Bộ quà gồm một chai rượu vang Pháp cao cấp được đặt hàng riêng đựng trong hộp gỗ sang trọng, một phong bao lì xì năm mới với bộ sưu tập tiền mặt Việt Nam đủ các mệnh giá từ 1.000 đồng đến 500.000 đồng, tổng trị giá 888.000 đồng mang ý nghĩa phát tài phát lộc, một tấm thiệp chúc mừng năm mới của Chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Tổng Giám đốc VinFast Toàn Cầu Phạm Nhật Vượng. Mỗi món trong bộ quà đều được Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng đích thân chọn lựa. Dự kiến bộ quà tặng tri ân đặc biệt sẽ được VinFast gửi tới các chủ sở hữu ô tô của hãng trong tháng 1 năm 2025, ngay trước thềm Tết Nguyên đán Ất Tỵ. VinFast tặng quà khách hàng ngay sau khi hãng vừa công bố đã bàn giao hơn 11.000 xe ô tô điện các loại cho khách hàng trong tháng 10 năm 2024, nâng tổng số lũy kế lên hơn 51.000 chiếc, chính thức trở thành thương hiệu ô tô bán chạy số 1 thị trường Việt Nam trong 10 tháng đầu năm. VinFast cho biết doanh số tháng 10 đạt mức tăng trưởng 21% so với tháng trước, trong đó hai mẫu xe bán chạy nhất là VF3 với gần 5.000 xe và VF5 với hơn 2.600 xe. Cũng ngay sau cột mốc này, tập đoàn Vingroup và ông Phạm Nhật Vượng công bố cam kết hỗ trợ tài chính cho công ty VinFast. Theo đó, từ nay đến hết năm 2026, Vingroup có kế hoạch cho VinFast vay mới tối đa 35.000 tỷ đồng. Ông Phạm Nhật Vượng cũng cam kết tài trợ cho VinFast 50.000 tỷ đồng. Đồng thời, Vingroup sẽ đầu tư thêm vào VinFast Việt Nam thông qua việc chuyển đổi toàn bộ khoản cho vay hiện hữu khoảng 80.000 tỷ đồng thành cổ phần ưu đãi được hưởng cổ tức. Kế hoạch hỗ trợ nhằm giúp VinFast có đủ nguồn lực và thêm dự phòng để tài trợ hoạt động kinh doanh, các khoản đầu tư thiết yếu và hoàn thành các nghĩa vụ khác của công ty, hướng đến mục tiêu đến hết năm 2026, công ty đạt điểm hòa vốn và tự cân đối được dòng tiền. Song song, VinFast vẫn tiếp tục tích cực triển khai độc lập các phương án tự huy động vốn cho nhu cầu vốn của mình và chỉ sử dụng nguồn hỗ trợ Vingroup và ông Phạm Nhật Vượng nếu việc huy động vốn không đạt như kế hoạch dự kiến. Từ Cà Phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Ưu đãi thiết thực cuối năm dành cho khách hàng mua VF Dragonfly. 500 khách hàng đầu tiên mua hoặc đặt cọc xe đạp trợ lực điện VF Dragonfly từ nay tới hết ngày 31 tháng 12 năm 2024 sẽ nhận bộ quà tặng trị giá gần 1,5 triệu đồng. Từng gắn bó với những chiếc xe đạp địa hình ATX,
anh Hoàng Anh, 24 tuổi tại Hà Nội, rất hứng thú với những mẫu xe điện có kiểu dáng cá tính. Đó cũng là lý do Hoàng Anh yêu từ cái nhìn đầu tiên và quyết định chốt ngay mẫu VinFast VF Dragonfly. Hồi cuối tháng 8, hãng xe Việt đã chính thức mở bán dòng xe đạp trợ lực điện VF Dragonfly, mang đến thêm một lựa chọn cho khách hàng yêu thích dải sản phẩm của VinFast và người theo đuổi lối sống xanh. Thiết kế đậm chất chơi, nhắm đến người trẻ cá tính là nhận định của nhiều người. Hơi tiếc vì không kịp chốt deal trong đợt mở bán đầu tiên, nhưng tôi rất vui vì mình vẫn còn cơ hội sở hữu VF Dragonfly, lại được tặng thêm quà trong đợt mở bán mới nhất, Hoàng Anh nói. Theo đó, hiện tại, VinFast đang áp dụng ưu đãi cho 500 khách hàng mua xe hoặc đặt cọc mua xe đạp trợ lực điện VF Dragonfly trong thời gian từ nay tới ngày 31 tháng 12 năm 2024, là một bộ quà tặng phụ kiện đặc biệt trị giá gần 1,5 triệu đồng với các chi tiết chắn bùn trước, chắn bùn sau và đèn pha tròn. Hoàng Anh cho hay, những phụ kiện này vừa giúp người dùng tăng trải nghiệm vận hành, vừa có giá trị thẩm mỹ, sẽ tôn lên ngoại hình vốn nổi bật của mẫu xe đạp điện nhà VinFast. Là mẫu xe hướng đến khách hàng có lối sống năng động, VF Dragonfly được thiết kế với phần tay lái mở rộng, lốp bản lớn cùng yên xe công thái học giúp tối ưu trải nghiệm lái. Thân xe có kết cấu độc đáo với phần khung dẹt nhằm đảm bảo sự cân bằng giữa trọng lượng và độ bền của sản phẩm. Phần khung xe được chế tạo với kỹ thuật phức tạp, đảm bảo tính thẩm mỹ và chịu lực tốt với kích thước phù hợp với tạng người Việt Nam. Thị trường xe đạp trợ lực điện ở Việt Nam gần đây khá sôi động, có nhiều mẫu mã, sản phẩm ở mọi tầm giá. Tuy nhiên, so với thương hiệu trên thị trường thì VinFast đang có độ nhận diện cao nhất. Tôi nhìn lần đầu chiếc VF Dragonfly đã thấy chất, không giống bất cứ một mẫu nào đang có mặt trên thị trường, Hoàng Anh chia sẻ. Về vận hành, VF Dragonfly sử dụng động cơ 250W tích hợp vào bánh sau cùng hộp số đơn cấp có cảm biến mô men xoắn. Xe có thể hoạt động liên tục 75 km ở chế độ thuần điện hoặc 110 km ở chế độ trợ lực sau mỗi lần sạc đầy. Chủ xe có thể theo dõi tình trạng pin và thông tin vận hành thông qua màn hình đơn sắc tích hợp trên tay lái. Ba chế độ lái của VF Dragonfly gồm Manual thông thường, Eco tiết kiệm và Sport thể thao, cho người dùng thoải mái lựa chọn mức độ trợ lực vừa sức của mình. Đây cũng là điểm khiến những chủ xe như Hoàng Anh yêu thích VF Dragonfly vì những trải nghiệm khác biệt so với xe đạp điện truyền thống. Ngoài ra, mẫu e-bike cho phép kết nối và quản lý thông tin qua ứng dụng di động. Nhờ đó, người dùng có thể thay đổi chế độ lái, lưu trữ hành trình, mở khóa các chế độ đặc biệt ngay trên smartphone. Xe có thể cập nhật phần mềm từ xa qua giao thức OTA nhằm tối ưu trải nghiệm. VF Dragonfly bán kèm bộ sạc tại nhà với phần pin có thể tháo rời, được áp dụng chế độ bảo hành 2 năm cho xe và pin. Xét trên mặt bằng thị trường, đây chính là chính sách hiếm có đối với sản phẩm xe đạp điện, thông thường chỉ được bảo hành 1 năm và đa phần là qua nhập khẩu tư nhân. Đây có lẽ là điểm mạnh hàng đầu của VF Dragonfly, bởi VinFast là tên tuổi được nhiều người dùng tin tưởng trên thị trường. Rất nhiều khách hàng đã hỏi tôi về mẫu xe đặc biệt này. Hiện tại là cơ hội để nhiều bạn trẻ thỏa mong ước làm chủ mẫu xe đạp điện hot bậc nhất thị trường. Anh Nguyễn Hùng, chủ một cửa hàng kinh doanh xe đạp điện tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Vingroup lập công ty chuyên đầu tư ra nước ngoài cho VinFast. Công ty cổ phần đầu tư và phát triển VinFast có vốn điều lệ dự kiến hơn 2.460 tỷ đồng là đơn vị nắm các khoản đầu tư ra nước ngoài của VinFast. Tỷ lệ vốn góp của Vingroup ở công ty này là 51,1%. Tập đoàn Vingroup, mã chứng khoán VIC vừa công bố nghị quyết về việc tách công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh VinFast và thành lập một công ty con mới nhằm tổ chức lại cơ cấu sở hữu trong nhóm công ty VinFast. Công ty mới thành lập có tên là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển VinFast, có trụ sở tại khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển VinFast có vốn điều lệ dự kiến hơn 2.460 tỷ đồng, là đơn vị nắm các khoản đầu tư ra nước ngoài của VinFast. Tỷ lệ sở hữu của Vingroup trong VinFast sau khi tách là 61,06%. Ngoài ra, Vingroup cũng thông qua việc cho các công ty trong nhóm VinFast tại Việt Nam vay tối đa 35.000 tỷ đồng trong 2 năm tới để phục vụ hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh. Tập đoàn Vingroup cũng thông qua việc chuyển đổi các khoản cho vay hiện tại với VinFast tối đa 80.000 tỷ đồng thành vốn góp. Trong giao dịch này, Vingroup sẽ mua thêm cổ phần ưu đãi theo phương án được Đại hội Cổ đông VinFast thông qua. Cổ phần ưu đãi được hưởng cổ tức và quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của VinFast được hưởng quyền lợi trong VinFast Auto, công ty mẹ của VinFast, VinFast Auto. Vingroup cũng phê duyệt bổ sung quyền thương mại của Vingroup liên quan đến một số cổ phần ưu đãi mà VinFast đã phát hành cho Vingroup trước đây.
Theo tập đoàn này, kế hoạch trên nhằm giúp VinFast có đủ nguồn lực và thêm dự phòng để tài trợ hoạt động kinh doanh, các khoản đầu tư thiết yếu và hoàn thành nghĩa vụ khác của công ty. Hướng đến mục tiêu đến hết năm 2026, công ty đạt điểm hòa vốn và tự cân đối được dòng tiền. Hiện tại, VinFast đã hoàn thành giai đoạn đầu tư cơ bản với việc vận hành nhà máy sản xuất ô tô công suất tối đa lên tới 300.000 xe trên năm tại Cát Hải, Hải Phòng. Trong tháng 10, VinFast bàn giao hơn 11.000 xe ô tô điện các loại cho khách hàng, nâng tổng số lũy kế lên hơn 51.000 chiếc, chính thức trở thành thương hiệu ô tô bán chạy số 1 thị trường Việt Nam trong 10 tháng đầu năm. Mới đây, tập đoàn Vingroup và ông Phạm Nhật Vượng công bố cam kết hỗ trợ tài chính cho công ty VinFast. Theo đó, từ nay đến hết năm 2026, Vingroup có kế hoạch cho VinFast vay mới tối đa 35.000 tỷ đồng. Ông Phạm Nhật Vượng cũng cam kết tài trợ cho VinFast 50.000 tỷ đồng. Khoản cho vay mới tối đa 35.000 tỷ đồng được thu xếp từ hoạt động kinh doanh của tập đoàn Vingroup, nguồn cổ tức của các công ty con, các khoản đầu tư và có thể cân nhắc thoái một phần vốn góp tại các khoản đầu tư công ty con nếu cần thiết và đảm bảo tại mức giá hợp lý. Ông Phạm Nhật Vượng, với tư cách tổng giám đốc và cổ đông lớn của VinFast, khoản tài trợ 50.000 tỷ đồng được thu xếp từ các nguồn tài sản cá nhân, không ảnh hưởng đến lợi ích của các cổ đông Vingroup và VinFast. Từ Cà Phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. VinFast VF Dragonfly ngon tới mức nào mà thuyết phục được người Mỹ? Thiết kế trẻ trung độc đáo cùng khả năng di chuyển linh hoạt ở nhiều địa hình khác nhau, VinFast VF Dragonfly được đánh giá cao bởi giới chuyên gia và người dùng Mỹ. Ra mắt thị trường từ tháng 8 năm 2024, VF Dragonfly đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của khách hàng Việt Nam. Đây là điều đã được dự báo bởi trước đó. Mẫu xe đạp điện trợ lực Made in Việt Nam đã được đánh giá cao bởi người dùng và truyền thông nước Mỹ, thị trường xe khó tính bậc nhất thế giới. Mở bán đầu tiên tại thị trường Mỹ đầu năm 2024, mẫu e-bike nhà VinFast được đánh giá là có kiểu dáng lạ lẫm và đầy thu hút so với các dòng xe khác trên thị trường. Chiếc xe nhỏ gọn tạo hình như hình tượng rồng bay lên trong văn hóa người Việt. Không chỉ đẹp, Dragonfly có trọng lượng chỉ khoảng gần 32kg, con số rất ấn tượng nhờ khung xe được lắp bằng hợp kim nhôm. Chỉ số này của xe đã bao gồm pin được thiết kế tinh tế giữ yên xe và có thể tháo rời để sạc thuận tiện. Các trang bị khác trên xe cũng đều được thiết kế hướng tới mục tiêu tăng trải nghiệm vận hành cho người lái. Chiếc xe đạp điện này nhanh, thú vị và tiện lợi. Joshua Vergara, một reviewer trong lĩnh vực công nghệ tại Mỹ với hơn 260.000 người theo dõi trên YouTube, đánh giá về VF Dragonfly. Bộ lốp béo cho cảm giác lái thú vị, mượt mà trên nhiều kiểu địa hình khác nhau, reviewer nói. Theo YouTuber này, bộ yên của VinFast VF Dragonfly với lớp đệm mềm vừa phải, tiết diện rộng tương tự yên xe máy cũng tạo cảm giác an toàn trong xuyên suốt hành trình. Trong khi đó, trang tin nổi tiếng về phong cách sống Hybrid đánh giá cao VF Dragonfly với ngoại hình được lấy cảm hứng từ những chiếc Moto Cruiser, một xu hướng thiết kế thịnh hành ở các nước phát triển. Trên nhiều diễn đàn, không ít người dùng tại Mỹ bày tỏ ấn tượng với VF Dragonfly bởi trang bị bộ phuộc ống lồng phía trước của mẫu xe điện VinFast có thể điều chỉnh mức độ nén và đàn hồi, tính năng thường chỉ thấy trên các dòng mô tô phân khối lớn cao cấp. Đây là chi tiết cho phép người lái chủ động về độ cứng, mềm của phuộc, giúp trải nghiệm di chuyển thú vị hơn. Hơn nữa, VF Dragonfly có một cảm biến về lực kéo để tính toán mức độ dùng lực chân của người lái, từ đó trợ lực một cách phù hợp. Song song, người dùng có thể tùy chỉnh các mức độ trợ lực trên tay lái và theo dõi tốc độ trên màn hình. Với nhu cầu di chuyển hàng ngày từ nhà đến công ty hoặc rong ruổi trong thành phố, tầm hoạt động 110 km sau mỗi lần sạc đầy pin của VF Dragonfly là con số đủ thỏa mãn cho nhu cầu của số đông. Một thành viên trên Stephen Esquerman nhận xét về chiếc xe đạp điện Made in Việt Nam trên một diễn đàn lớn về công nghệ. Cũng theo người này, VF Dragonfly còn là chiếc xe đạp điện thông minh với nhiều tính năng độc đáo. Bằng ứng dụng kết nối với điện thoại, người dùng Dragonfly có thể quản lý các thông tin về xe, thay đổi chế độ lái, lưu trữ hành trình, mở khóa các chế độ đặc biệt. Khả năng cập nhật phần mềm từ xa qua giao thức OTA giúp cho VF Dragonfly được tối ưu công năng theo thời gian cũng như mang tới trải nghiệm mới mẻ cho người dùng trong quá trình sử dụng. Đặc biệt, để chinh phục khách hàng tại Mỹ, châu Âu, những thị trường khó tính bậc nhất thế giới, VF Dragonfly được sản xuất với tiêu chuẩn an toàn cháy nổ cao nhất, đạt các chứng chỉ như ANSI, CAN, UL 2849, ANSI UN 2271. Tại Việt Nam với mức giá 29,69 triệu đồng, chiếc e-bike này cũng được đánh giá là lựa chọn hấp dẫn cho những khách hàng cá tính, năng động và theo đuổi lối sống xanh. Người dùng càng thêm yên tâm khi cả xe và pin được bảo hành tới 2 năm. Đây cũng là lý do VF Dragonfly vượt trội so với các mẫu xe đang có mặt trên thị trường, đa phần được phân phối từ nhiều nguồn không chính thức và không được bảo hành chính hãng.
Khách hàng đặt cọc mua xe điện Dragonfly trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 11 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024 sẽ nhận được một bộ quà tặng trị giá 1.447.000 đồng đã bao gồm VAT. Điều kiện áp dụng: ưu đãi áp dụng cho 500 khách hàng đặt mua đầu tiên, mức cọc 2 triệu đồng. Quà tặng không được quy đổi ra tiền mặt. Danh mục quà tặng: chắn bùn nước, chắn bùn sau, đèn pha tròn. Clip quảng cáo chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ ngay hotline hoặc Zalo. Vừa vươn lên đứng đầu thị trường Việt, VinFast đang làm gì? Có thể nhận 35.000 tỷ đồng từ Vingroup và 50.000 tỷ đồng từ ông Phạm Nhật Vượng. VinFast đang có những kế hoạch gì? 85.000 tỷ đồng sẵn sàng cho VinFast. Trong tháng 10 vừa qua, VinFast cho biết đã bàn giao hơn 11.000 chiếc xe điện trên toàn quốc. Tính gộp 10 tháng đầu năm, VinFast đã bàn giao tổng cộng hơn 51.000 chiếc xe, trở thành hãng xe có thị phần lớn nhất Việt Nam. Sau thông báo này, VinFast liên tiếp đưa ra các thông báo khác về hoạt động của hãng, trong đó có việc Vingroup và ông Phạm Nhật Vượng sẵn sàng hỗ trợ thêm cho VinFast. Theo đó, Vingroup sẵn sàng vay 35.000 tỷ đồng. Ông Phạm Nhật Vượng cam kết hỗ trợ 50.000 tỷ đồng cho tới hết năm 2026, thời điểm hòa vốn dự kiến. Bên cạnh các thông báo này, VinFast cũng nêu sơ lược về tình hình hoạt động của công ty. Cụ thể hơn, VinFast cho biết rằng hãng đã hoàn thành giai đoạn đầu tư cơ bản với việc vận hành nhà máy sản xuất ô tô công suất tối đa lên tới 300.000 xe trên năm tại Cát Hải, Hải Phòng. Cùng với đó, hãng vẫn tiếp tục phát triển và hoàn thiện các sản phẩm của mình. Đồng thời, VinFast cũng chuyển đổi mô hình kinh doanh từ phân phối trực tiếp tới người tiêu dùng sang mô hình phân phối theo đại lý. Tại thời điểm này, VinFast đang trong giai đoạn tăng tốc, đẩy mạnh doanh số bán hàng tại tất cả các thị trường, tối ưu cơ cấu chi phí. Theo thông báo vào thời điểm xây dựng nhà máy, VinFast cho biết nhà máy tại Hải Phòng có công suất mỗi năm lên tới 3.000 xe buýt điện, 250.000 xe máy điện và 250.000 xe ô tô điện. Công suất sản xuất xe máy điện và ô tô điện nêu trên chỉ nằm tại giai đoạn 1 và hoàn toàn có thể nâng công suất lên. Với xe máy điện, VinFast cho biết tại giai đoạn 2, công suất lên tới 500.000 xe trên năm và có khả năng nâng lên tới 1 triệu xe trên năm. Với ô tô điện, VinFast dự kiến rằng vào năm 2026, công suất có thể lên tới 950.000 xe trên năm. Tổ hợp nhà máy VinFast có tổng diện tích lên tới 335 ha đặt tại khu công nghiệp Đình Vũ, Hải Phòng. Tổ hợp này được đánh giá là hiện đại hàng đầu khu vực Đông Nam Á với mức độ tự động hóa cao. Theo thông tin được công bố, mức độ tự động hóa tại xưởng đóng gói pin đạt 75%, tại xưởng động cơ đạt 90%, tại xưởng thân vỏ lên tới 98%, số lượng robot tham gia sản xuất lên tới hơn 1.000 chiếc. Về hoạt động kinh doanh, việc chuyển đổi mô hình sang hợp tác với các đại lý, nhà phân phối cũng được đánh giá cao về hiệu quả. Mô hình này cho phép VinFast mở rộng mạng lưới cửa hàng, showroom tới nhiều địa phương trong thời gian ngắn. Mô hình này không chỉ được áp dụng tại Việt Nam, mà cả tại các thị trường nước ngoài, tiêu biểu như Mỹ. Tại thị trường ô tô lớn thứ hai thế giới, showroom VinFast đã có mặt tại nhiều bang khác ngoài bang California, nơi VinFast đặt trụ sở ở Mỹ. Thậm chí, việc hợp tác với các nhà phân phối, đại lý cũng giúp VinFast có cái nhìn về thị trường bản địa. Ví dụ, tiêu biểu chính là việc VinFast VF3 nằm trong kế hoạch mở bán tại Mỹ sau khi VinFast nhận được phản hồi tích cực từ các nhà phân phối đối tác. VinFast đang làm gì? Trong thời gian tới, VinFast có thể sẽ mở rộng hoạt động kinh doanh của mình tới một số quốc gia khác như kế hoạch có mặt tại 50 quốc gia tới cuối năm nay mà VinFast đã công bố hồi đầu năm. Gần đây nhất, VinFast đã chính thức ra mắt tại UAE. Vào ngày ra mắt chính thức, VinFast cũng đã khai trương showroom đầu tiên tại đây với nhà phân phối đối tác A1 Tiger Motor. Cùng với đó, các showroom VinFast khác tại Trung Đông cũng sẽ được khai trương ngay trong năm này, đặt tại Ả Rập Xê Út, Qatar, Kuwait và Bahrain. Ngoài A1 Tiger Motor, VinFast cũng đã ký kết hợp tác với một số nhà phân phối khác tại khu vực Trung Đông này, trong đó có A1 Manna Holding và Bawan Automobile and Trading. Trong khi A1 Manna Holding là đối tác độc quyền của VinFast tại Qatar, Bawan sẽ là đối tác độc quyền tại Oman. Bên cạnh mở rộng thị trường, VinFast cũng đã tập trung phát triển xe mới cũng như các phiên bản nâng cấp của một số mẫu xe phổ thông. Thông tin này từng xuất hiện trong bài viết của tờ Automotive News, nêu rằng VinFast đang phát triển phiên bản thương mại của mẫu bán tải VF-Wide. Song song, hãng cũng đã đưa vào kế hoạch việc phát triển phiên bản nâng cấp của VF-8 và VF-9. Trong khi đó, mẫu VF-6 và VF-7 hiện chưa có kế hoạch nâng cấp nào từ năm nay tới năm 2030.
VinFast hiện cũng đang có kế hoạch xây dựng một số nhà máy sản xuất xe trên thế giới, trong đó có một nhà máy tại bang North Carolina, Mỹ, một nhà máy tại bang Tamil Nadu, Ấn Độ và một nhà máy tại thành phố Subang, Indonesia. Để có thể hòa vốn, bên cạnh tăng doanh số thì tối ưu chi phí đầu vào cũng là một việc quan trọng. VinFast từng cho biết rằng trong quý 2 năm 2024, hãng đã giảm được 16% chi phí nguyên liệu trung bình trên đầu xe được giao tới khách so với quý trước đó. Trong khi đó, chi phí sản xuất trung bình đã giảm tới 43% so với quý 1 năm 2024. Theo VinFast, kết quả này có được nhờ gia tăng doanh số, giảm chi phí pin và tối ưu hóa thiết kế, cũng như tối ưu chuỗi cung ứng của một số linh kiện chính. Từ Cà Phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website với mức giá chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964002593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.